Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Dự báo khoảng thời gian từ chiều tối ngày 11 tháng 9 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này. Từ chiều tối mùng 10 tháng 9 đến chiều 11 tháng 9, khu vực này mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ trên 250 mm. Từ đêm 11 tháng 9 đến chiều 12 tháng 9, phổ biến 30 đến 70 mm, có nơi trên 120 mm. Mưa lớn xảy ra làm phức tạp thêm tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc. Dự báo mực nước trên 6 sông ở miền Bắc tiếp tục ở ngưỡng trên báo động 3 là sông Thao tại Yên Bái, sông Cầu, sông Thương, sông Lô, sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Hồng tại Hà Nội, nước tiếp tục lên nhanh, có thể gần mức báo động 2 là mức rất cao trong nhiều năm qua. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu tại tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình. Vào lúc 5 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 9, lũ vẫn đang dâng lên trên hầu hết các sông ở miền Bắc, hoặc có dấu hiệu xuống chậm nhưng vẫn giữ mức rất cao. Trên sông Thao tại Lào Cai là 86,18 m, trên báo động 3 tại Bảo Hà là 61,81 m trên mức lũ lịch sử năm 2008 gần 1 mét. Riêng tại Yên Bái, lũ sông Thao dâng lên 35,22 mét, vượt qua lũ lịch sử được ghi nhận vào năm 1968. Trên sông Cầu, tại cầu Gia Bảy, mực nước lũ lúc 1 giờ sáng ngày 10 tháng 9 lên tới 28,81 mét, trên mức lũ lịch sử năm 1959 khoảng 0,67 mét, tại đáp cầu là 5,92 mét. Đến 5 giờ sáng, mực nước sông Cầu tại đáp cầu nâng lên 6,06 mét vượt qua kỷ lục lịch sử được thiết lập vào 65 năm trước. Cảnh báo ngập lụt sâu tại 9 tỉnh miền Bắc. Nhiều dòng sông khác đang trên mức báo động 3 như sông Thương tại phủ Lạng Thương, sông Lục Nam tại Lục Nam. Dự báo trong ngày 10 tháng 9, lũ trên sông Thao tại Lào Cai xuống, nhưng tại Bảo Hà, Yên Bái tiếp tục lên, duy trì ở trên mức lũ lịch sử. Lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương hôm nay tiếp tục lên, sông Lục Nam xuống chậm. Trong đêm mùng 10 tháng 9, Lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống, tại Bảo Hà biến đổi chậm, tại Yên Bái tiếp tục lên và duy trì trên mức lũ lịch sử. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt lũ này có thể kéo dài từ nay đến ngày 11 tháng 9, với đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc lên mức báo động 2, 3, có nơi vượt báo động 3. Đặc biệt, những khu vực như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang và Hòa Bình cần hết sức cảnh giác với nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất. Nguyên nhân của đợt lũ này là do ảnh hưởng từ hoàn lưu của siêu bão Yagi cùng với sự hình thành của nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như giải hội tụ nhiệt đới và xoáy thuận nhiệt đới. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9, miền Bắc sẽ tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn với tổng lượng mưa lên tới 120 mm tới 250 mm, có nơi vượt 600 mm, đặc biệt là khu vực đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng. Đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt, các biện pháp an toàn, bảo vệ tài sản và tính mạng cần được thực hiện ngay lập tức. Người dân cũng cần theo dõi sát sao các thông tin dự báo thời tiết và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương. Sáng mùng 10 tháng 9, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng cho biết, chỉ trong ngày mùng 9 tháng 9, trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ sạt lở, khiến 17 người thiệt mạng. Thống kê đến nay xác định có ít nhất 38 người đang mất tích tại các xã thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Các xã thuộc huyện Nguyên Bình hiện đang là điểm nóng sạt lở, gồm Ca Thành, Yên Lạc và Vũ Nông. Trong đó, xã Ca Thành ghi nhận 9 người thiệt mạng, 33 người mất tích. Cụ thể, tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc bị sạt lở đồi làm vùi lấp 6 hộ dân, 21 nhân khẩu. Các lực lượng chức năng đã tìm kiếm cứu nạn được thi thể của 7 người. 4 người bị thương nặng, hiện còn 4 người mất tích. Tại xóm Lũng Lì, xã Ca Thành, vụ sạt lở đất xảy ra lúc 5 giờ ngày 9 tháng 9, vùi lấp 7 hộ, 12 nhân khẩu, trong đó đã tìm thấy 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng và còn 9 người mất tích. Tuy nhiên tại vị trí này, lượng đất sạt lở rất nhiều, cần bố trí máy móc mới thực hiện cứu nạn được. Hiện nay, khu vực này còn 17 hộ có nguy cơ sạt lở với 79 nhân khẩu địa phương đã vận động 17 hộ có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn. Tại điểm quốc lộ 34, đoạn qua xóm Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành, xảy ra vụ ô tô khách biển kiểm soát 11B00211, chưa rõ người điều khiển, và ô tô con biển kiểm soát 11A09722, đi từ Bảo Lạc, Nguyên Bình, rơi xuống vực, suối, xe khách trôi khoảng 800 m còn ô tô con trôi khoảng 2,8 km so với vị trí sạt lở. Ngoài ra còn một số xe ô tô, xe máy được tìm thấy gần hiện trường sạt lở. Ngoài ra, lực lượng chức năng cho biết một xe ô tô con gồm 4 người có đi qua tuyến đường này nhưng hiện không liên lạc được, nghi bị vùi lấp tại khu vực khuổi ngoại. Mưa lớn sạt lở tại huyện Nguyên Bình còn khiến nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị chia cắt. Lực lượng chức năng mất rất nhiều thời gian để tiếp cận được hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện nay, lực lượng Công an tỉnh ưu tiên nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện cứu hộ cho huyện Nguyên Bình. Theo Đại tá Vũ Hồng Quang, hàng trăm cán bộ từ tỉnh, huyện, công an xã và lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng tham gia triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực nguy hiểm. Một lãnh đạo Ủy ban dân huyện Nguyên Bình cho biết, trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, số người thiệt mạng và mất tích do sạt lở rất lớn, huyện đang tập trung triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn. Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đến sáng mùng 10 tháng 9, nhiều tỉnh thành miền Bắc vẫn mất điện trên diện rộng do ảnh hưởng của bão và mưa lũ. Theo EVN, các nhà máy thủy điện của tập đoàn ở khu vực phía Bắc vẫn duy trì vận hành bình thường. Lưu lượng nước lớn vẫn tiếp tục đổ về các hồ thủy điện do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão. Vì vậy, các hồ chứa thủy điện ở phía Bắc hiện đang thực hiện mở các cửa xả để điều tiết theo điều hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai các tỉnh thành. Tại Thủy điện Tuyên Quang, lưu lượng về hồ đã giảm xuống còn 4.789 m3 một giây, mực nước thượng lưu đã giảm xuống còn 118,8 m. Tại hồ chứa Thác Bà, lưu lượng về hồ lớn nhất là 5.238 m3 một giây lúc 5 giờ ngày 10 tháng 9. Hiện tại đã giảm xuống còn 5.133 m3 một giây đã thực hiện lệnh mở 3 trên 3 cửa xã, theo lệnh chỉ đạo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Mực nước hồ vẫn tiếp tục tăng. Cụ thể, hồ Tuyên Quang mở 8 cửa xã đáy, Lai Châu mở 1 cửa, Bản Chát mở 2 cửa, Hội Quảng mở 2 cửa, Hòa Bình mở 2 cửa, Thác Bà mở 3 cửa, Trung Sơn mở 6 cửa, Bản Vẽ mở 2 cửa. Ghi nhận đến sáng mùng 10 tháng 9, hệ thống lưới điện đang nỗ lực khắc phục xong gặp nhiều khó khăn. Trong đó, lưới điện 500 kV đã khôi phục được 7/10 đoạn đường dây bị sự cố, lưới điện 220 kV đã khôi phục được 29/40 sự cố, đã khôi phục 8/9 trạm biến áp 220 kV, lưới điện 110 kV đã khôi phục được 83/102 sự cố. Liên quan đến đợt mưa lớn kéo dài đang diễn ra ở miền Bắc, ông Nguyễn Văn Hưởng trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định mưa ở miền Bắc duy trì trong ngày mùng 10 tháng 9. Từ ngày 11 tháng 9 trở đi, mưa có xu hướng giảm. Hết ngày 12 tháng 9, giảm hẳn và chấm dứt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông, tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, cấp 3. Lũ trên các sông suối lên Gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bờ bãi ven sông bị nước xâm lấn, nhiều diện tích bãi nổi giữa sông bị ngập sâu, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế, xã hội vùng hạ lưu sông Lô và sông Hồng Thái Bình. Mực nước lũ hạ lưu sông Hồng, Thái Bình duy trì ở mức cao nhiều ngày có thể làm lở đất ven sông và ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven sông đồng bằng sông Hồng, Thái Bình.